Ở đấy có chồng thì cũng tốt hơn, có đồ nặng là chồng tha hết cho các bạn ạ. Rất là vui. Và bây giờ nhà em ra bến xe buýt để về ăn Tết ở quê. Chồng ơi vất vả quá. À, về nhà thì tha rất là nhiều đồ. Hello, bố đã ra đón ở đây và chiếc taxi quen thuộc. Ai u, cháu xin nghèo. Cẩn thận nào chồng ơi. Đi từ Hà Nội về mà. Đấy còn quên mất một cái thùng giấy các bạn ạ. Đấy. Cháu xin thầy. À, chị không nói chị cả. Ăn chơi ơ. Tắt chơi ơ. Ơi mẹ ơi. Anh nhá xe ơ. Mẹ ơi. Chị không giá chê phát đâu hồ. Chuẩn bị đi chợ. Ôi ơi. Ờ, hôm nay bắt xe thay nông gọi trông hình thức rồi. Đây này, đây này, sọt rau các bạn ạ. Đây. Ôi rau. Đấy, rau đi chợ đấy. Tôi mang cả cái rau này đi chợ là bán gì ấy mẹ. Nó gừng viền nhắm lắm thế. Bây giờ đi chợ Tết đi à? Ui. Táo đây, rau đây, ngon thế. Hôm nay rau mùi đắt lên chưa mẹ? Rẻ lắm rồi à? 10.000 ba bó thì có mà chết mệt đó. Đấy, bây giờ bố mẹ em sẽ cho đồ lên xe. Đấy, tí mẹ ngồi vào đâu? Ngồi lên trên đấy hả? Úi dồi ôi, thế để chân để đâu? Cắp mới đội à? Yêu ơi. Cắp mới đội lên đầu. Cái này một cái sọt này bán 100.000. Tầm 100. À, thì 100.000 thôi. Đấy, xe thì hỏng. Để không lên. Xe hỏng rồi bố, sửa đi bố. Cái này bây giờ đi làm sao? Đấy, ui giời, cái xe tập tàng. Ơi. À, bây giờ sẽ đi ra ngoài này cho rau lên nữa. Wow. Úi giời, đây còn một đống rau nữa cơ. Buổi sáng nào bố mẹ em đi chợ cũng như thế này các bạn ạ. Ui, nhiều rau này để đâu? Úi giời, cho ba lô ấy mẹ. Bao à? Thế làm gì còn chỗ mà ngồi? Ấy, rau to thế. Úi giời ơi. Rau to thế. Thế này thì ngồi sao? Đấy đúng là đi chợ nhiều. Ô bắt hà thuộc hà thua chưa bà? Ờ, thế nhá. Hà thua chưa? Cứ chỉ. Đúng rồi, vào giúp cái gì? Đấy. Vậy. Ngon. Có con rẻ đâu mày hơn như này. Rau cải các bạn, đây gọi rau cải Hồng Kông. Trồng cây nào cây đấy to phật nạt đây này. Cao chắc phải được 6-70cm và rất là to và ngon như thế này. Giờ một bao tiền cân rồi mẹ? 10.000 cân á. 10.000. 10.000 một cân thì có được gọi là được không? Thế là cũng được à? Thế sao rau cúc lại rẻ thế? Cái này hàng nhiều thì nó phải rẻ. À, người ta trồng nhiều giờ nó mới rẻ. Ăn rồi nó thích nữa, nó chán. Người ta ăn nhiều rồi nó rẻ. Với lại rau cúc nó cũng dễ trồng hơn. Thế mẹ cắt hết rồi à? Không còn cây nào à? Còn để mấy cây ăn mà. Còn để mấy cây thôi, cắt hết rồi. Phải lấy dây buộc cẩn thận mẹ. Ôm bao giờ? Ôm bao thôi rồi. Từ từng. Mẹ đưa đèn cho chồng con cầm nhớ. Đấy, có con rẻ đấy mà không sai. Phải sai nhô xin đấy chứ. Ôi ba chày từng kheo trời ơi.
Đấy, bây giờ cho dây rau lên bắt đầu là để một cái bao vào chèn cho nó đỡ bị gãy rau. Buộc như này. Thế buộc thế thì ngồi sao mẹ? Phải buộc nó. Nó vẫn ngồi được ạ. Khiếp, đấy đúng như chuyên nghiệp rồi. Làm nhiều chuyên nghiệp hơn. Buộc nó vào. Đấy, sáng sáng tối tối này hai ông bà cùng nhau đi chợ kiếm được 100.000 mua trứng, mua thịt, mua mắm. Thế xong rồi mẹ? Bây giờ là lên xe đi à? Túi đi đâu? Cả một xe được một chai rượu thôi. Chai rượu. Ok. Mẹ thay quần áo hay gì? Cả xe này mới mua được một chai rượu cho bố. Ui giời ơi, mẹ phải nhặt rau cả ngày mới được mua cái chai rượu cho bố. Suy hân nào hân bèo xanh thế. Đá chê. Đá chê nó phân nhá. À, thả phân mượn. Là 2.000 nhá, 3.000 nhá. À. À, bây giờ bố mẹ em sẽ lên xe và đi ra chợ. Chỉ có bố mẹ em. Chị Trang Khải á. Ừ. Thế mẹ ngồi thế nào nào? Ấy, ấy, ngồi thế nào vậy? Một tài xế. Ông mày đưa cái ăn một tài xế giữ thế này. Để cho mẹ mình ngồi đàng hoàng như này. À. Ông ngồi. Cơm sốt nhớ cái chập cô. Ông mày cái ăn trái à, món cho. Ừ, cái ăn chứ gì à? À đấy, bố mẹ em đầu tiên là ngồi lên, bố giữ cho mẹ ngồi lên, sau đó là bố ngồi lên đấy. Xe gọn chưa? Gọn chưa? Đâu xe nào? Rồi, cười nào, trái tim. Trái tim. Vâng, bố mẹ đi chợ cẩn thận nhá. Bán đắt hàng với nhá. Bye bye. Chạy phai xe. Hả? Chị. Hả? Cái gì? Nói lắm. Pháp su pháp. Ờ. Pháp bổ sơ pháp tắt lắm. Mèo lắm mồm. Con đi lắm mồm. Con. Con đi lắm mồm. Con đi lắm mồm. Ăn cơm. Ăn cơm. Lắm mồm nó kêu điếc cái tai. Pháp chơi pháp pháp. Con đi lắm mồm. Con đi lắm mồm cơ bởi. Bố có? May mắn à. May mắn à. Con đi lắm mồm. Cháy는 산에 사는 고양이야. 집에 사는 고양이야. 어, 산에 사는 고양과 같아. 산에 사는 고양인데 밥을 여기 와서 달라 그러고. 어. 웃긴 해야 쟤. 개우 남, 개우 남. 개우 남 남. Chồng con nó bảo giống như là mèo hoang ấy. Thì chả giống. Mồi có? Ăn. Thịt. Thằng kia nó là mồi rồi. Căn cho nó lên. Thịt. Chế nên thế kia ukkyo. Sanhae salmyeonseo babun yeogi waseo dalla kure. Aniyo. Uri kiun goyangiyeo. A kiun goyangiya? A. Nuôi nhưng mà nó lắm mồm kinh. Kêu từ sáng giờ. Ya, cứ mồi jeum jeo. A, sikkeureutgeseo jae. Jeum mogko jeum jeungyeo. Jeo ba, jeo ba. Ha? Nghèo. Nghèo. Hả? Cô yang ấy chủ lộ. Cô yang ấy chủ lộ cơ? Nó không xịt cơ. Một cái chùm to rồi chứ. Đem thịt cho mèo ăn mà đeo cắt ngon đấy ông. Được rồi, hai miếng thôi. Ờ, tôi kể. Thôi kia mà chủ. Ừ. Chúng chú nghe là, áo, chế này chìm quên. Yêu ghi, cô kia mà nó chú ý cô chú. Anh yêu thêm. Cô có mà xin nhận đi. Cái chung, cái chung thế là. Ừ. Mèo mèo. Mèo mèo. Mèo mèo, mèo mèo ở đi. Mèo mèo. Mèo mèo. Mèo mèo. Mèo mèo. Thịt thịt thịt. Thịt. Ăn đi. Mèo. Mèo mèo. Ăn đi. Nó có ba. Mèo mèo. Ô là ông ta. Mèo mèo là ông ta. À, ra đây ăn đi. Mèo mèo. À. Oppa 진짜 먹고 싶은데. 나는 여기 앉아서 무서워요. Em ngồi đây mà nó sợ, nó không dám ra ăn các bạn ạ. Nó cứ ngồi nó nghèo thôi. Nghèo. Lại cho à? Nghèo nghèo mọi người á. Wow, 진짜 나가. 나가다. 도망갈 거야. 오빠 도망갈 거야. 냐오. 냐오. 냐오 mọi người. Và đây giờ con rể dọn bồng, dọn bàn, sau đó là ngồi để thưa chuyện với bố mẹ. Đúng rồi, đấy, dọn sạch sẽ. Chồng con bảo mẹ, mời mẹ ra uống nước, ngồi nghỉ ngơi. Đấy, mẹ cho cau vào để mai đem bán hả mẹ? À, cau này mua người ta mua về để ăn hay thắp hương mẹ?
Đấy, bố em giờ đưa trà, pha trà này là trà cung đình mua ở Huế đây. Và pha trà ra. Ngọt. Ngon. Oppa, 이거는 회에서 차 샀습니다. 먹어 보세요. Trà này hơi ngọt và vị thanh rất là dễ uống. 설탕 들어갔나? 맛있죠? 달달한 게 맛있네. 이거는 그냥 나무로 차 만들었어요. 나무에서 낸 거야? 네, 네. 그래서 이게 또 trà cung đình. 순한 맛이 나는데. 안 thần và khá là mát. Thấy quảng cáo thế không biết uống vào thì có ngon không? 그거 하도 오. 장인어른 장모님, 저희 이제 비디오에도 자주 출연해 주시고 그래서 네. 너무 고맙고 또 제가 여기 처갓집에 와 가지고 좀 안타까웠던 게 뭐냐면은 결혼하고 이제 처음 왔는데 네. 그때 여기 와서 한번 잔 적이 있어요. 아. 근데 이제 여기 이제 옷장을 보니까 되게 마음이 좀 안 좋았어요. 왜 나 hôm nay chồng con vừa nói chuyện với bố mẹ. Nói là muốn thứ nhất là thay tủ cho bố mẹ này rồi mua cho bố mẹ một bộ chăn chiếu là ga đệm mới đấy là thay giường. Đây là bên trong đây. Đây là bên trong phòng của bố mẹ em thì thứ nhất đây là cái chỗ để bình rượu của bố em rất là nhiều. Đấy. Bình rượu này rồi tủ này, quần áo này là tủ giấy mà ngày trước là bố mẹ em của người khác người ta bỏ đi, người ta chuyển nhà ấy, người ta cho là mang về dùng. Và giờ nó cũng đang hư hại hết rồi. Và quần áo thì cũng không có tủ để gọn gàng cho nên là vắt, lăn vắt tóc ở đây. Đấy. Và bên trong này thì là giường. Ở đây là bộ ga đệm và chăn chiếu là nhà em mới mua. Để hôm nào thay lại cái giường này cho bố mẹ này. Giường này thì cái đệm nó vẫn còn khá là tốt các bạn ạ. Đây. Đệm nó cũng được lâu, bị lâu rồi nhưng mà nó vẫn còn rất là cứng và rất là tốt. Nên là tận dụng dùng lại này. Dùng chăn chiếu mới và thay cái tủ này đi. Cái tủ này thì là cái tủ từ cái hồi nhà em xây nhà đã mua rồi. Bây giờ nó cũng hỏng hết. Và thay đổi cái tủ này bằng cái tủ mới. Và hy vọng là sẽ đổi cho bố mẹ được một cái phòng rất là đẹp. Và mọi người hãy mong đợi xem là đổi sang một cái phòng như thế nào nhé. Và đây là hiện trạng cũ của phòng của bố mẹ em. Vậy là hôm nay đấy là kế hoạch để mai thay đổi đồ đạc. Bố mẹ thấy ok không? Ok rồi. Mai bố mẹ. Mai thì con với bố mẹ dọn cái tủ này đi trước này, xong rồi dọn cái khu này trước để đến khi người ta mang tủ mới đến ấy, người ta còn có chỗ người ta lắp. Thì mình phải chuẩn bị trước đi. Thì ngày mai chuẩn bị bố nhé. Đặt tủ cho bố mẹ. Hôm nay đến để xem mẫu và đặt loại tủ. Và tủ cũng rất là nhiều loại các bạn ạ. Đây có loại tủ thì có màu này, có loại tủ thì có hoa văn này. Anh ơi, như tủ này là bao nhiêu? 2,2 triệu à? Tủ này là nhựa, nhựa rẻ hơn đúng không? Nhựa Việt Nam à? À, nhựa Đài Loan thì đắt hơn ạ? À? À, oppa, 이거 12만. 12만 원? 네. 12만 원. 이거는 베트남 상품. 10만 원 정도 cũng khá là được, 2,2 triệu. Tủ này nhìn cũng đẹp mà rộng nhờ. Thế còn chiều sâu, cái này nó bé hơn chiều sâu của tủ nhà em đây à? Ừ. Cái này là nhựa Đài Loan đúng không anh? Đài Loan. Đây là tủ nhà em đặt đây để xem nào. Tất cả nhựa nó cái con logo bên trong này. Oppa, yogi, đây nhựa này chính hãng. Igon Taiwan. Taiwan sang. Đúng rồi, đúng rồi. Cái này là chỉ đang là xếp vào đúng không anh? 장인장모님 집에 그 처갓집에 들어갈 옷장을 좀 들어왔습니다. 와, 이거 어디냐? 와, 여기 tủ này là tủ nhà em đã đặt đấy các bạn ạ. Tủ này đặt giá là 8 triệu. Gần như 8 triệu. Tủ nhựa Đài Loan, màu trắng. Cũng khá là to. Cao 2,5 m. Dài 2,8 m mấy. Cái này dài là 2,8 m đúng không anh? 2m45. À dài 2m45. 2m rưỡi. Của em đặt. 2m85 đấy có nhà của em. Vâng. Đây là bao nhiêu thì mình cũng làm được, cái là chiều cao của cổ nó chỉ có 2m rưỡi của anh. Chiều cao là 2m rưỡi. Được. Nhưng mà mình không nâng thì thôi, nói chung là tầm 2m rưỡi là mình với là vừa tầm rồi. Vâng. Tại vì nếu bây giờ mà cao quá thì mình để lúc mình đúng rồi. Lên đây. Đúng rồi. Cái này thì mình để chăn ở trên này. 이거는 이불 하고 옷 넣고 싶으면 넣어요. 이거 옷 여기 넣어요, 오빠. 옷 여기 걸어요. 옷장.
여기 아직 없네. 네, 들어갈 거예요. 이렇게 옷 걸어요. 여기 넓게. 제가 옷 꺼내요, 여기. 가라, 옷.